chào các bạn. Hôm nay Tiên Dục sẽ gửi đến cho các bạn tân sinh viên một thông tin vô cùng bổ ích, đó chính là ký túc xá không đồng chuẩn 5 sao. Đó chính là ký túc xá Cỏ Mây. Ký túc xá Cỏ Mây đang chuẩn bị xét tuyển sinh viên vào ký túc xá cho năm học 2021-2022. Một thông tin vô cùng đặc biệt nữa đây, không những ở miễn phí mà các bạn cũng được hỗ trợ tiền học phí khi ở ký túc xá nhé. Về vấn đề này mình sẽ bật bí ở cuối clip nhé. Bây giờ thì cùng mình tìm hiểu về ký túc xá Cỏ Mây thôi nào. Ký túc xá Cỏ Mây được thành lập bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ Mây Lai Vung với mục đích tiếp bước sinh viên nghèo học giỏi do doanh nhân Phạm Văn Bên, chủ doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây đã xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay. Năm 2021 là năm thứ 6 ký túc xá xét chọn sinh viên vào ký túc xá nhằm giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, một cô cha học mẹ không có điều kiện để tiếp tục con đường học vấn và hoàn thành bậc đại học. Đây là phần quan trọng của các bạn tân sinh viên muốn vào ký túc xá cần lưu ý nhé. Năm nay dự kiến có khoảng 120 sinh viên sẽ được vào ký túc xá Cỏ Mây, là những sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học năm học 2021-2022, học tập ở các trường đại học công lập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Năm nay ký túc xá có thêm 20 suất cho sinh viên học ngành y gồm các trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện xét tuyển của ký túc xá là: 1. Gia đình nghèo khó khăn, một cô cha hoặc mẹ không có tài chính để tiếp tục việc học. 2. Học sinh giỏi cấp 3, ưu tiên học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố. 3. Có kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nếu có, và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia từ 21 điểm trở lên. Hồ sơ xét chọn bao gồm: đơn xin xét chọn vào ký túc xá Cỏ Mây theo mẫu sinh viên in ra từ website, đường link mình sẽ để dưới phần mô tả chi tiết nhé. Học bạ trung học phổ thông, bản sao có công chứng, thành tích học tập bằng khen, giấy khen, giải thưởng, bản sao không công chứng, sổ hộ nghèo, giấy xác nhận, hộ cận nghèo, giấy xác nhận, hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn, bản sao có công chứng, giấy báo nhập học của trường đại học năm học 2021-2022, giấy báo điểm kỳ thi đánh giá năng lực của trường hoặc của Đại học Quốc gia, lý lịch cá nhân có dán ảnh và đóng dấu của địa phương, 3 bản chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, bản sao có công chứng, 3 tấm ảnh 4x6 ghi rõ thông tin bao gồm họ tên, năm sinh phía sau ảnh, cũng như một tấm hình căn nhà bạn đang ở, kích cỡ 15x20cm. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: bước 1, đăng ký trên mạng, điền đầy đủ thông tin hướng dẫn theo mục trên link, link này ai cũng để dưới phần mô tả nhé. Bước 2, nộp hồ sơ giấy tại văn phòng ký túc xá Cỏ Mây hoặc web đường bưu điện trên bao thư. Các bạn lưu ý ghi đầy đủ các loại giấy tờ ở trong hồ sơ nhé. Thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ như sau: từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, đăng ký trên máy vi tính theo link và nộp hồ sơ dự tuyển cho ký túc xá Cỏ Mây. Ngày 25 tháng 8 ký túc xá sẽ xét chọn. Ngày 28 tháng 8 năm 2021 đến 30 tháng 8 năm 2021 sẽ thông báo kết quả. Ngày 11 tháng 9 năm 2021 đón sinh viên vào ký túc xá. Các bạn sinh viên lưu ý thời gian này sẽ có thay đổi vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phần quan trọng mà anh nói ở đầu clip đây. Đó chính là chính sách hỗ trợ của ký túc xá Cỏ Mây dành các bạn sinh viên ở tại ký túc xá. 1. Ở miễn phí. 2. Được hỗ trợ tiền ăn cấp theo tuần, không hỗ trợ tiền ăn trong tháng hè, Tết và đi học quân sự, đi thực tập. 3. Cấp học bổng toàn bộ học phí hệ đại trà. Cho năm học đầu, các bạn lưu ý để duy trì cấp học bổng cho học kỳ tiếp theo, sinh viên phải có kết quả học tập điểm trung bình học kỳ đạt sinh viên giỏi từ 8 điểm theo thang điểm 10 hay 3,5 điểm theo thang điểm 4, hoặc được nhận xét trong top 10% khá giỏi của khoa ngành học. 4. Hỗ trợ học ngoại ngữ tin học bằng hình thức học phí học phần theo yêu cầu đầu ra của trường. 5. Được hỗ trợ học kỹ năng mềm sinh hoạt ngoại khóa. 6. Được hỗ trợ tiền bảo hiểm tai nạn y tế đầu năm, xét cấp nâng kế tiếp tính theo điểm học tập. Lưu ý sinh viên có thể bị giảm chính sách hỗ trợ nếu không đạt các tiêu chí về học tập
Sinh viên học giỏi nhưng thiếu ý thức rèn luyện cá nhân và đạo đức sẽ bị đưa ra khỏi ký túc xá. Rất mong các bạn đã xem clip vừa rồi, chia sẻ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được thông tin này và đăng ký vào ký túc xá Cỏ Mây trong năm học 2021-2022 nhé. Mọi thông tin xin liên hệ về ký túc xá Cỏ Mây, địa chỉ đường số 4, khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, trong khuôn viên Đại học 55. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. À quên, nếu các bạn thấy clip vừa rồi hay thì đừng quên để lại một like và một share cũng như đăng ký kênh nhé.